Đây xuồng đây các bác, đủ các loại xuồng vỏ lãi cho bác lựa nha. Đây này mình có thêm được rồi, có bán cano để quay kỹ cái cano này cho các bác xem. Đây là cano nè, xuồng cano. Mấy cái ghe vỏ lường với lại xuồng vỏ lãi nè. Đủ loại hết luôn à. Quay kỹ cái cano cho bác xem nha. Đây mới xuống là xuống. Đây là cano. Bên đây cũng còn nhiều lắm. Vỏ lường nhỏ nè. Đây vỏ lãi siêu dài nè, vỏ lãi bự 99. Đây. Nó dài khủng khiếp không? Đây cũng có chẹt nhỏ nữa nè, đó. Này cái này tam bản mà tam bản cái hông rộng. Các bác vận chuyển đồ rồi đó. Có lãi lợi ngắn. Đây, cái xuồng tam bản này nó dài, cái xe tải nè, nó lớn rồi, chuyên vận tải hàng. Các bạn ở xa thì các bác cứ gọi số điện thoại vàng của công ty mình đó, số 02703 948 99 để đặt hàng với lại giao hàng nha. Thì nếu ở xa thì mình có chuyến đi chung, những cái máy gặt đi bắt thì mình đi chung được hết.